rồi, không có được mê tính gì đó. Từ 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 từ. Có nói lần lần thứ ba. Ai ai buông buông buông. Hồ sơ trong sạch là tại vì chưa bị vạch trần. Ở ngoài đời đã không thật rồi, ở trên mạng làm sao tốt hơn được. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình kém liễu liễu đơm bông. Xin lỗi lầm nha. Anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất đi người yêu vĩnh viễn như tôi là như thế nào đâu. Ông ấy muốn sinh ra một thằng con trai, nhưng rất tiếc Tình lại là con gái. Trước khi ba của Khánh mất á, ba Khánh có để lại di chúc. Sao 30 tuổi rồi mình chưa lấy vợ? Ê, nay biết ngoài chợ người ta bán chôm chôm nhiêu ký không? Ủa đâu liên quan gì đâu. Xin giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, chị Tâm. À. Chị Tâm, chị có sao không chị Tâm? Tâm ngã vào lòng ai đó, thích không? Nghĩ gì mà thích, còn lâu mà Tâm mới đổ được nhá. Không đổ mới lạ. Ánh mắt của hai người tôi nhìn thấy là tôi cảm nhận được rồi. Thôi mọi người mà cứ chọc hoài đi ha. Anh linh tính là vì điều đó thì Tâm sẽ quyết định là Tâm đi lấy chồng. Mà đi lấy chồng là mình mất một thành viên đó. Trời ơi, lấy được chồng thiếu gia, thừa hưởng 40% tài sản triệu đô, sướng muốn chết. Rồi, bây giờ vô chủ đề chính. Thu thập được cái gì rồi, báo anh biết. Em đã điều tra xong. Tài sản của ông Lộc á, được để lại là gần 1 triệu đô. Và di chúc được ghi như sau. Đó là 20% là cho bà vợ, và mỗi người con trai là mỗi người 40%. Vậy là quá công bằng rồi. Ồ vậy thì sao mà di chúc tới bây giờ vẫn chưa được thực hiện? Chẳng phải Khánh đã nói bà Dân không ổn định sau cái chết của chồng mình. Chắc là bà ấy cần thời gian để cân bằng mọi chuyện. Thôi Tâm nghĩ không đến mức vậy đâu. Người ta 2 tháng á là tâm lý người ta đã ổn định rồi. Nói chi bây giờ là 2 năm. Nhiều khi đang giả vờ cũng nên. Ủa, có vụ đau lòng cũng đau lòng giả nữa hả? Giả có chứ. Những người mà họ đã có giả tâm rồi thì họ sẽ giả tất cả mọi thứ luôn. Ví dụ như trong cuộc sống, họ sẽ giả vờ là mình đang hạnh phúc nè. Giả vờ nói, giả vờ cười, giả vờ đau khổ. Và những người đó mới đích thực là những người cao siêu. Nhưng mà bà Vân đó thì giả vờ nhằm mục đích gì? Em biết. Mục đích âm mưu chiếm đoạt tài sản. Em đùa ấy, em hay xem phim như vậy. Khoan. Rất có thể mình sẽ đưa vào nguyên nhân không thực thi. Tại sao là người vợ không thực hiện di chúc của người chồng quá cố? Thôi nè, cái cuộc gặp gỡ của em chỉ có vậy thôi hả? Không, bọn em còn uống trà đàm đạo nữa mà. Mày uống nước. Em uống nước đi Tâm. À, con nói là con 27 tuổi hả? À, vậy con tính tuổi bà mụ chưa? À, dạ chưa. Vậy là 28 tuổi chứ. Lớn tuổi dữ rồi đó nha. Hơn em có 2 tuổi. Nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 mà chị. Ê, ê, nhỏ, vui thôi, đừng vui quá. Đây, bạn gái của anh nha, nha. Ôi, bạn gái thôi mà, có phải vợ đâu. 30 chưa phải là Tết nha anh. Em đừng có trách nó, tính nó vậy á. Không sao anh, em coi này như em mà. Như mấy thằng trẻ trâu ngoài phố mà. Như mấy thằng mà suốt ngày mà cởi chuồng tắm mưa mà, yên tâm. Người ở đâu mà dễ thương dữ vậy trời. Ngay cả nói chuyện thôi á, cũng biết lay lắc người khác nữa đó. Đức à, con lớn rồi, con muốn tìm bạn gái đó. Phải tìm bạn gái ngoan, hiền, để cưới về làm vợ còn biết nghe lời nữa. Cô ơi cô, Diêu nói về ngoan á, thì con mà là số 2 thì không ai dám nhận làm số 1 đâu cô ạ. Ờ, à, đúng rồi. Nhưng mà tôi nói cô nghe nha, cái tiếp phụ nữ ngoan, hiền á, là phải biết dạ dân. Người lớn nói á, là phải biết ngồi nghe, lắng nghe.
chứ không phải á, như cô ha, một tiếng á, người lớn nói thì hai tiếng cô nhảy vô xong rồi nhảy vô họng tôi ngồi luôn đây nè mẹ. À rồi à, tính chừng nào kết hôn hả? Kết hôn hả? Ủa chuyện đó bình thường mà, làm gì mà sửng sốt rồi ngơ ngác vậy? Dạ con chưa tính tới, con còn trẻ mà mẹ. Dạ do bọn con mới tìm hiểu nhau ấy ạ, nên là bọn con chưa nghĩ đến cái chuyện kết hôn đâu ạ. Đúng rồi mẹ, anh Khánh á chứ dì Tâm á không có hợp nhau đâu. Anh quỷ này. Đằng yêu. Đúng rồi, chuyện của ba tụi con á còn chưa giải quyết xong, cưới xin gì. Dạ còn cái chuyện á, con cần cái phần kinh tế để con phục vụ cái sáng tạo linh tinh của con đó. Dạ dạ dạ. À, thì khỏi đi ha. Sao mẹ? Không, tôi không muốn nghe cái chuyện đó nhắc đi nhắc lại nữa nha. Mẹ. À Đức à, à Khánh nữa, hai đứa đó phải giữ tài sản của ba con còn nguyên vẹn nha. Mẹ, đây là ước mơ hoài bão của con từ lâu lắm rồi. Bây giờ mà con không có tiền á, con không có nhập được máy móc thiết bị từ nước ngoài về được mẹ. Mẹ cho con đi mẹ. Ừ, đúng rồi. Chưa có nhập được đúng không? Dạ dạ. Là chưa có tốn tiền. Mà chưa có tốn tiền là khỏi có nhập ha. Nhập chi ba cái đó vớ vẩn linh tinh tốn kém. Mẹ. Không. Mẹ, kế hoạch mở quán bar của con làm sao mẹ? À từ từ để mẹ tính. Yes. Ok. Mẹ nhớ làm nhanh cho con luôn nha. Ừ. Bạn bè của con á đang đợi con rồi đó nha, sắp chuẩn bị quẩy rồi đó. Mẹ là chỉ muốn tốt cho con thôi, con còn chưa biết cái nào nên làm, cái nào nào không nên làm. Rồi giả đưa cho con á, rồi tiền của ba thất thoát mẹ không có chịu trách nhiệm đâu nha. Dạ. Ừ. Đức à, đưa mẹ lên phòng nghỉ đi con. Dạ, để con đưa mẹ lên nha mẹ. Thôi khỏi. Em lên nha chị Tâm. Không lẽ em anh là em đập từ lâu rồi đó. Tính nói giỡn, vui vậy thôi à, không sao đâu. Là sao ấy? Tâm thấy giống như Khánh là con ghẻ luôn. Cái gì? Con ghẻ đâu? Khánh là con ruột mà con ghẻ gì? Tại sao bà Vân lại không thích Khánh nhở? Cùng là hai người con trai mà. Ê, chuyện thường trong mẫu gia đình thôi. Gia đình nào mà có hai người con thì một người thì được yêu, còn người còn lại bị ghét, chuyện bình thường. Không thuyết phục. Ngây thơ quá gái ơi. Ở đời mà, đôi khi mình là người tốt vẫn có thể bị người ta ghét, bị người ta hãm hại, bị người ta không ưa. Thôi, mình tạm dừng cái câu chuyện này đây đi. Bây giờ mọi người đói bụng chưa? Yeah! Anh Tú Khao. À, chị con tính tuổi bà mụ chưa? À. Ủa, sếp chưa về hả? Em chưa về nữa hả? Thì sếp chưa về sao nhân viên dám về? Tâm. Dạ. Rồi nè. Đây là bà Phạm Hồng Vân, vợ của ông Nguyễn Tài Lộc, 56 tuổi, trợ lý đắc lực của công ty Lộc Vân khi mà ông Lộc còn sống. Được xem là một người phụ nữ lý tưởng ở thời đại 4.0, giỏi việc công ty, đảm đang việc nhà, và đặc biệt hơn là không có bất kỳ một scandal nào hết. Theo như tưởng số ấy, thì với cái gương mặt như bà Vân ấy, là một người cực kỳ cứng rắn, dám nghĩ dám làm, hơi ghê gớm ạ. Cũng có thể. Nhưng mà anh, cái hôm mà em lần đầu gặp bà ấy, em cứ thấy cái sắc mặt của bà ấy có gì không ổn lắm. Thì cũng có thể là do bà ấy chưa có vượt qua được cái cú sốc khi mẹ chồng mình mất. Cũng đúng, Khánh cũng nói về em như vậy. Khánh nói với em vậy hả? Vâng. Em tin. Thực sự em thấy như vậy nè Tâm, em rất là dễ tin người luôn á. Chỉ cần một hai câu nói của người ta là em tin liền. Vậy anh là sao?
Nhìn đi, em xem cái sắc mặt chung của bà ấy á, thì nhìn có vẻ là một người đang rất là bệnh thật và mệt mỏi đúng không? Em đã bỏ qua một cái chi tiết này rất là quan trọng. Em coi là này như em mà, như mấy thằng trẻ trâu ngoài phố mà. Wow, anh cũng để ý cả chi tiết này luôn hả? Lần đầu tiên em gặp bà ấy là ánh mắt bà nhìn em sắc lạnh mà em cảm giác như của em muốn nổi cả da gà luôn á. Cái linh tính của anh á, giống như cái đôi mắt này đang cố tình che giấu một điều gì đó. Em có cảm giác ấy, đó là một cái gia đình rất khó hiểu và họ đang cố gắng giấu giếm một cái điều gì đó. Rồi tiền của ba thất thoát, mẹ không có chịu trách nhiệm đâu nha. Hai người con mà hai tư cách hoàn toàn khác nhau ha. Anh thấy Khánh không? Hiền, ít nói mà có vẻ nhút nhát ấy. Đức thì hoàn toàn trái ngược lại. Tiếp theo Đức nha. Đây, bạn bè của con á, đang đợi con rồi đó nha. Sắp 17 rồi đó. Đây là Nguyễn Tài Đức, 25 tuổi, không nghề nghiệp, ham chơi, là một công tử bột, phải nói là được bà Dân cưng chiều hết mực. Bà Dân là người giải vây cho cậu ta trong tất cả những cái vụ cá độ và đánh nhau. Tập, dạ. Em nhìn kỹ đi, thấy có cái gì đó khác thường không? Nếu như mà chưa từng biết đến sự việc này, chỉ nhìn vô cái hình này thôi thì em thấy điều gì? Em thấy một tình cảm rất là yêu thương, gần gũi. Chính xác. Luật sư Tiến để gì ở đâu đây? Thu thập được gì đây? Một tin rất là quan trọng về nhà của ông Lộc. Nói đi. Thấu hận khi kia mà qua đây ngầu quá. Câu chuyện gì? Câu chuyện xảy ra vào 30 năm trước. 30 năm trước? 30 năm trước có một sự kiện mà truyền thông bị bịt kín, là trước nhà của ông Lộc có một đứa bé bị bỏ rơi. Thì liên quan gì? Khoan đã, vậy tại sao truyền thông không đưa tin về chuyện này? Thì cũng rất có khả năng là lúc đấy ông Lộc mới vừa được thăng chức, cho nên là ông không muốn cái chuyện bị ồn ào. Mà nè, cái đứa bé đó rồi sao nữa? Thì có một người phát hiện ra một người ẵm đứa bé vào, và cũng chính người đó phát hiện ra cái người đó không ẵm đứa bé đi ra nữa. Mà là con trai con gái? Con trai. Con trai mà 30 năm về trước. Nè, mọi người thấy có một cái sự trùng hợp gì ở đây không? Chưa hết, luật sư Tiến đã chủ động tìm gặp một người. Trời, cậu kiếm ai? Dạ, con chào thím. Con tớ là con... Ở đây á hả? À, cậu là sinh viên, đi xin việc làm phải không? Ở đây không cần nhận việc làm nữa. Dạ không có, con ra trường lâu rồi. Con tớ là đỡ con kiếm... À, kiếm cậu Khánh hả? Cậu Đức hả? Cậu Khánh đi làm, cậu Đức đi chơi luôn rồi. Không phải. Con... kiếm... Rồi, kiếm bà Vân. Bà Vân đi spa luôn rồi, không có ở nhà. Con không có kiếm bà Vân, không kiếm cậu Khánh anh Đức gì hết, mà con kiếm... Thím cho con hỏi đây có phải là nhà của ông Lộc không thím? Ừ, đúng rồi. Con tớ là đỡ con hỏi thăm một vài vấn đề về ông Lộc. Vậy là lòi ra một đứa nữa hả? Thím nói vậy là sao thím? Cậu là con ông chủ hả? Hả? À không phải. Hú hồn hú vía. Không phải. Hên là không phải. Có phải chắc chết quá à. Ủa, dạ là sao? À thì tôi sợ sóng gió gia tộc nổi dậy,
đã có 1 đứa rồi, bây giờ thêm 1 đứa kiếm nữa, chắc bà đột quỵ quá à. Ủa là thím đang nói bà Vân hả? Vậy chứ ai, chồng chết rồi, bây giờ hả, gia sản thì chưa có chia, cho nên mà chia cho người khác nữa thì đâu có được. Ủa, sao là chia cho người khác? Ủa, mà cậu là ai? Cậu tới đây tính dụ tôi kể hết chuyện bí mật của gia đình này ra hả? Đâu có ai đâu dám dụ người như thím. Người ta nói là gừng càng già càng cay mà. Thực ra thú thiệt với thím, con là luật sư trẻ, trẻ ngừ, đẹp trai. Dạ, con đang trên đường đi kiểm chứng sự thiệt về cái bản di chúc của ông Lộc ấy thím. Kiểm chứng sự thật về di chúc? À, tôi nè, là người giúp việc thâm niên lâu năm ở đây á nha. Chuyện gì tôi cũng biết hết à. Dạ, thím biết sao, ông Lộc ông mất 2 năm rồi mà cái bản di chúc chưa được thực hiện là bởi vì có một số cái vấn đề nó còn vướng mắc ở đây. Đúng rồi, sao thực hiện được trong khi hai bà dân bà không có chịu cái chia như vậy. Ủa, tại sao bà Vân bà không chịu chia thím? Tại vì hả, con của bà hả có 40% mà, thì bà không chịu. Đúng rồi, thì đúng rồi, mẫu người con làm mỗi người 40% là quá công bằng rồi. Trời đất ơi, cậu là luật sư mà cậu nói vậy đó hả? À, thì con đang trên đường kiểm chứng sự thiệt mà. Nè, cậu không biết á thì hỏi tôi nha. Nhà này á, bà Vân á chỉ có 1 thằng con trai thôi. Hả?